Thưa quý vị, công trình hồ chứa nước Đá Đen đang tích nước ở cao trình 42,97 m, tương ứng dung tích hồ là 22,9 triệu m3. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Đá Đen và tài sản tính mạng nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh sẽ tiến hành xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen. Theo Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh, việc xả lũ hồ chứa nước Đá Đen sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ sông Dinh, từ sau hồ Đá Đen đến khu vực Bến Súc, thành phố Bà Rịa, bao gồm các xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, xã Tân Hưng, Hòa Long, phường Long Hưng, Phước Hưng, Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa thông báo cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã phường để biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Đá Đen, chủ động trong sản xuất, tuyệt đối không để người dân sinh hoạt sản xuất trong vùng hạ lưu khi công trình đang xả lũ.